Quý vị và các bạn thân mến, các tỉnh thành Bắc Bộ trong tối và đêm nay thời tiết phổ biến là mưa nhỏ và mưa rào nhẹ ở diện rải rác, tập trung chủ yếu tại khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực ven biển. Sau đó từ khoảng ngày mai, ngày 27 đến ngày 28 tháng 10, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với quá trình hội tụ gió ở trên các mực khí quyển trên cao, nên các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ sẽ có nhiều mây và có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu tại các khu vực phía đông Bắc Bộ. Đồng thời nhiệt độ trên toàn khu vực cũng giảm khoảng 2 độ. Ở miền Trung, mưa tại khu vực Trung Bộ đã giảm hẳn, chỉ còn ở diện rải rác một vài nơi về buổi chiều và chiều tối. Với các khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, trong 3 ngày tới sẽ có nắng gián đoạn vào ban ngày. Về chiều tối sẽ có mưa rải rác với lượng mưa phổ biến là rất ít. Nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần, cao nhất tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 26 đến 30 độ. Còn đối với các khu vực tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận là từ 28 đến 33 độ. Ở phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, do chịu tác động chủ yếu của đới gió đông ẩm nên tiếp tục xuất hiện những cơn mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác. Thời gian diễn ra mưa dông tập trung chủ yếu về chiều và chiều tối. Tuy nhiên, lượng mưa phổ biến cũng rất ít và thời gian diễn ra mưa cũng rất ngắn. Trong mưa dông, bà con cần hết sức đề phòng các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 27 đến 32 độ, còn thấp nhất về đêm trong khoảng từ 21 đến 23 độ. Với khu vực Nam Bộ, thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, cao nhất là từ 30 đến 34 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 27 tháng 10. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 25 độ. Riêng khu vực Tây Bắc là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, ở vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời cũng cần đề phòng với hiện tượng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng về chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng về chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông cần hết sức đề phòng các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.